Trong lịch sử cận đại Việt Nam, khởi nghĩa Yên Thế là cuộc khởi nghĩa oanh liệt nhất. Sáng ngày 16 tháng 3 năm 1884, Lương Văn Nắm tức Đề Nắm đã khởi binh tấn công quân Pháp tại Đức Lân, Thái Nguyên, chính thức phát động cuộc khởi nghĩa vũ trang của nhân dân Yên Thế. Nghĩa quân đã đẩy lui nhiều trận càn của Pháp. Đến năm 1891 đã làm chủ một vùng rộng lớn. Tháng 3 năm 1892, quân Pháp đàn áp, nghĩa quân bị tổn thất nặng nề. Tháng 4 Đề Nắm bị sát hại. Kế tục Đề Nắm, Hoàng Hoa Thám, tức Đề Thám, trở thành thủ lĩnh tối cao. Dưới sự chỉ huy của ông, nghĩa quân được củng cố, nâng cao thanh thế khiến quân Pháp thiệt hại nặng nề. Hai lần Pháp chấp nhận giảng hòa với ông cho xây đồn Phồn Xương, hình thành đội quân tinh nhuệ, thiện chiến. Đầu năm 1909, Thống sứ Bắc Kỳ huy động 15.000 quân tấn công Yên Thế. Nghĩa quân anh dũng chống trả. Tháng 2 năm 1913, Đề Thám bị sát hại, cuộc khởi nghĩa thoái trào. Khởi nghĩa Yên Thế kéo dài gần 30 năm tuy thất bại nhưng đã để lại nhiều bài học quý, khẳng định tinh thần yêu nước, quật cường của dân tộc ta.